Xin chào anh em, đây là video về quá trình phát triển của nhân vật Asakura Takeshi, xà vương Oza. Và vẫn sẽ như mọi khi, đây là cảnh báo spoiler vì video này sẽ spoil toàn bộ nội dung của các series liên quan đến Kamen Rider Oza. Nếu anh em không quan tâm đến spoiler thì bây giờ chúng ta chờ gì nữa, bắt đầu thôi. Hey Ross, sauce it up. Pull up in a ride, yeah, you painted with some decals. I ain't never stopped, can't be trusting any females. TV series Kamen Rider Ryuki, Asakura Takeshi xuất hiện như một tên côn đồ gian ác. Vào năm 13 tuổi, Asakura đã phóng hỏa nhằm giết chết gia đình mình. Tuy nhiên, người em ruột của Takeshi đã may mắn sống sót sau trận hỏa hoạn này. Đến lúc trưởng thành, Takeshi Asakura trở thành một kẻ khát máu và sẵn sàng tấn công những người xung quanh mà không cần bất kỳ lý do nào cả. Nếu có thì đơn giản là bởi vì hắn thấy họ thật chướng mắt mà thôi. Trong một lần hung hăng bực dọc, Asakura đã tấn công nghệ sĩ dương cầm Yuichi Saito, bạn thân của Kamen Rider Raya. Cuộc tấn công của Asakura thậm chí đã khiến Saito chấn thương cổ tay nghiêm trọng và không thể chơi đàn nữa. Tuy nhiên, Asakura sớm bị tóm cổ bởi cảnh sát và phải đối mặt với bản án tù giam. Luật sư biện hộ của Asakura không ai khác chính là Shuichi Kitaoka, Kamen Rider Soda. Bởi căm ghét sự điên loạn của tên côn đồ này, cho nên dù có thể giúp hắn trắng án, nhưng Kitaoka đã khiến anh rắn bị bỏ tù một thời gian dài. Đó là những sự kiện đã xảy ra trước khi Asakura gặp Kanzuki Shiro trong chính nhà tù mà hắn bị giam giữ. Bởi vì bị giam giữ quá lâu, Asakura không thể hiện được sự khát máu cũng như tàn bạo của mình trong bốn tường chật hẹp. Kanzuki Shiro đã đưa ra một lời đề nghị khá là hấp dẫn, đó là trở thành một trong 13 Rider của thế giới gương, được thoát khỏi nhà tù và còn được chém giết thỏa thích. Đây là một thỏa thuận tuyệt vời với bản thân Asakura. Bộ bài màu tím được trao đến tay Asakura trước khi hắn biến thân và thoát khỏi nhà tù vắng vẻ. Luật sư Kitaoka đành phải ra mặt để giải quyết vấn đề với tên mãng xà. Asakura khoe mẽ về sức mạnh Rider của mình và ngay sau đó Oza và Zoda đã có một trận giao hữu đầu tiên ở Mirror World. Ngay sau đó Oza và Zoda đã tham chiến cùng các Rider khác. Đây là nơi mà Mim huyền thoại đã được hình thành, mở đầu cho cuộc chiến đầu tiên của mình. Với bản tính tàn bạo và quá quen với việc tấn công người khác, xà vương hiệp sĩ đã nhanh chóng hạ gục và giết chết Kamen Rider Gai, kẻ đang chiếm ưu thế trước Ryuki, Nai và Raya. Đây là một cuộc chiến giữa các Rider đầy nhân tính và chỉ có Ryuki, Kido Shinji suốt hơn 20 tập phim chỉ chiến đấu không vì lợi ích cá nhân mà anh ta muốn ngăn cản cuộc chiến này. Asakura xuất hiện trong cuộc chiến này không phải vì lợi ích cá nhân, chỉ đơn thuần hắn muốn chém giết đến vô tận, và điều này khiến Oza trở thành một nhân tố đối trọng với Kamen Rider Ryuki trong cuộc chiến Rider thảm khốc này. Nạn nhân tiếp theo của mãng xà là Kamen Rider Raya, anh thầy bói không may mắn Mizuki Tetsuka. Một lần nữa, Asakura đã chứng minh rằng bản thân của mình là người duy nhất xứng đáng và phù hợp với cuộc chiến này. Khi Kamen Rider Oza sẽ không nương tay với bất kỳ ai, Asakura Takeshi đã suýt giết chết Kamen Rider Ryuki trong cảnh phim này nếu như Raya không trở thành lá chắn và chết thay cho Ryuki. Đây là một cảnh phim khá đau lòng, tuy nhiên nó cũng thể hiện được sự tàn bạo của Kamen Rider Oza Asakura Takeshi. Như một sự ưu tiên của Kanzuki cho kẻ hiếu chiến, Asakura hay Kamen Rider Oza sở hữu cho mình tận 3 lá bài hợp đồng Mara Monster. Điều này giúp cho xà vương Oza chiếm lợi thế hơn các Rider khác, và đó là lý do Oza đã tạo lập hợp đồng với các Mara Monster của Gai và Raya. Đây là những Rider đã bị chính bản thân hắn tiêu diệt. Các Mara Monster này đều trở thành bầy tôi trung thành của Asakura. Vì thế, lúc này Kamen Rider Oza có thể sử dụng được các event card của các Rider đã chết. Điều này khiến Oza trở thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến Rider. Ở giai đoạn đầu phim, Kamen Rider Oza thậm chí có thể dung hợp cả 3 Ven Monster tạo thành Genocider. Cùng với đó là lá bài Final Ven cho phép Oza tung một đòn tất sát làm bốc hơi bất kỳ đối thủ nào. Mặc dù tiếp nối ở giai đoạn giữa và cuối TV series, Oza có phần lép vế vì Ryuki và Nai đã sớm nhận được sức mạnh Survive Card. Tuy nhiên trong cốt truyện của phần phim này, Asakura thể hiện rằng mình là một nhân vật tàn bạo số 1. Đó là khi thậm chí hắn ta có phần lấn át tuyến nhân vật chính. Cụ thể là trong một cuộc đọ sức với Knight Survive Form, Oza đã mất ưu thế ngay từ đầu trước sức mạnh của Kamen Rider Odin, nhưng Oza đã may mắn chạy thoát. Tuy nhiên hắn vẫn bị thương nặng. Asakura nhận được thông tin từ Momo
Ramon Reca, một phóng viên của tòa soạn Ore, rằng em trai của hắn ta vẫn còn sống. Asakura đã lừa Momoi đưa cậu em đến gặp mình với lý do là đoàn tụ gia đình. Nhưng đáng sợ thay, Asakura đã ra lệnh cho Mara Monster của mình là Vino Snacker ăn thịt cậu em trai và tiết lộ rằng mục đích mà hắn hẹn cậu ta đến đây chỉ là để giết người bịt miệng nhằm trốn khỏi tội danh phóng hỏa năm xưa. Sự ma mảnh của Oza còn thể hiện ở một lần khác. Đây là khi Kamen Rider Tiger tiêu diệt partner của mình là Kamen Rider Emperor bởi vì sự ám ảnh của Tozo Tiger về việc muốn trở thành một anh hùng. Tuy nhiên, Emperor vẫn sống sót sau đòn Final Vent này nhưng lại bị chính tay xà vương Oza kết liễu. Oza hiểu quá rõ hành động của Tiger nên trong lần chạm mặt tiếp theo, Oza đã nói với Rider Hổ rằng chính bản thân anh ta đã tiêu diệt Emperor. Điều này khiến cho tâm lý của Tozo gần như đổ vỡ. Dù ma mảnh và tàn bạo như vậy nhưng ở cuối đoạn phim này, Asakura đã bị Kitaoka bẫy khá nhiều lần khiến hắn sa lưới cảnh sát. Không ít lần Asakura phải cố gắng sử dụng sức mạnh của Rider để phục ngô, tuy vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Asakura vốn đã căm thù Kitaoka, nay lại càng muốn giết Rider trâu và nung nấu ý định trả thù anh ta. Đỉnh điểm của việc này chính là trong trận chiến cuối cùng, Oza và Zoda đã có một trận solo tay đôi với nhau. Oza đã thành công tiêu diệt Contact Monster của Zoda và thậm chí hạ gục Zoda. Nhưng Asakura chợt nhận ra rằng đây không phải là Shuichi Kitaoka bởi vì anh luật sư này đã qua đời do cơn bạo bệnh. Người mà rắn ca tiêu diệt chính là Goro Yura, người hầu trung thành nhất của Kitaoka. Khá khó chịu vì chưa kịp trả thù, Asakura thất vọng. Nhưng lúc này hắn đã bị bao vây bởi cảnh sát. Tên côn đồ bất chấp lao lên với cây gậy sắt cầm trong tay. Một tiếng súng vang lên cùng với một tiếng hét. Asakura ngã xuống và đây là kết thúc cuộc đời của tên lưu manh độc ác. Kết quả cuộc chiến Rider này chính là Kanzuki Shiro đã tạo lại một dòng thời gian mới, nơi mà tất cả mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc và đều cười thật nhiều. Tuy nhiên, số phận của Asakura ở thế giới mới này lại là một bí ẩn. Anh em có thể xem phần tiếp theo của video này để khám phá nhé. Kamen Rider Ryuki The Movie Episode Final. Asakura Takeshi Kamen Rider Oza xuất hiện như một nhân vật phản diện vô cùng mạnh mẽ. Đó là lý do hắn được xuất hiện trong phần phim điện ảnh của Kamen Rider Ryuki The Episode Final. Đây là một thực tại khác hẳn với TV series. Lấy bối cảnh giai đoạn cuối cuộc chiến Rider, như mỗi khi Asakura vẫn ghét Kitaoka, nhưng mọi thứ không quá căng thẳng như trong TV series. Lần này Asakura phải đối mặt với một Rider khác, đó là Kamen Rider Femi Miho Kirishima. Cụ thể hơn là như thế này, trong thực tại này Asakura là hung thủ chịu trách nhiệm cho cái chết của chị ruột Miho và chính luật sư Kitaoka là người đã giúp cho Asakura thắng kiện. Đây là điều khiến tên luật sư hối hận. Không lâu sau đó thì anh ta quyết định rút lui khỏi cuộc chiến này. Tuy nhiên, Femi sẽ không bỏ qua cho Asakura. Cô ấy muốn tiêu diệt xà vương nhằm trả thù cho chị của mình. Miho vẫn luôn lao đến tấn công Oza và thậm chí là luôn luôn thách thức hắn ta. Các bạn biết rồi đấy, Asakura sẽ không bao giờ nhưng tay trước bất kỳ đối thủ nào, thậm chí đó có là phụ nữ. Trong một lần giao tranh hỗn chiến, Oza đã gần như đánh bại Femi và chỉ cần tung đòn Final Vent triệu hồi Xenosider, sau đó chấm dứt cuộc đời của nữ Rider này. Tuy nhiên, một Rider đặc biệt đã can thiệp vào cuộc chiến này, đó là Ryuga, bản sao độc ác của Gido Shinji từ thế giới gương. Và đây là cảnh phim gây tranh cãi xuyên thập kỷ của các fan yêu thích dòng phim Kamen Rider. Oza đã dễ dàng bị Ryuga hạ gục, thậm chí Xenosider, quái thú đáng sợ của Oza, cũng bị Ryuga làm gỏi trong một nốt nhạc. Và điều này khiến cho Oza trở về hình dạng rank form của mình. Và có lẽ đây là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp Rider của Asakura Takeshi hay Kamen Rider Oza. Tuy nhiên, Asakura dù có trở về hình dạng con người khi bị Femi phá hủy bộ bài, nhưng với sự hung bạo của mình, tên côn đồ đã suýt giết được Miho trước khi bản thân hắn ta bị thế giới gương nuốt chửng đến từng tế bào. Novel Kamen Rider Ryuki. Nếu bạn là người yêu thích nhân vật Asakura Takeshi và bạn còn là fan của dòng phim kinh dị chém giết thì tôi khẳng định rằng cốt truyện này là dành cho bạn. Đây là một cốt truyện bộc lộ rõ ràng nhất về quá khứ của Asakura Takeshi. Ở thực tại này, Asakura có một quá khứ vô cùng kinh tởm. Câu chuyện bắt đầu từ giây phút mà hắn chào đời. Mẹ của Asakura là một phụ nữ bất hạnh. Cô ấy bị xâm hại bởi nhiều người đàn ông và mang thai Asakura. Vì thế, bà ấy không hề biết cha ruột của hắn là ai. Nơi mà Asakura ra đời chính là nhà vệ sinh công cộng, một nơi đầy chất thải và phân. Asakura đã
lại bị bỏ rơi ở đó. Hắn đã ăn chất thải để sinh tồn. Và điều này đã làm cho hắn ám ảnh vì những thứ dơ giấy. Hắn luôn có cảm giác rằng những bàn tay đen đúa hôi hám sẽ bám lấy hắn ta. Tâm lý của hắn cũng trở nên mất méo từ nhỏ. Và sự ám ảnh đó khiến cho hắn hạ sát chính mẹ ruột của mình. Bất mí thì cách mà hắn thực hành sẽ khiến cho bạn ám ảnh đấy. Asakura đã hại rất nhiều người khác nhau trong quá trình trưởng thành của mình. Từ những giáo viên hay những người vô gia cư, vô tội. Cứ mỗi lần Asakura bị ám ảnh bởi mùi hôi thối của bản thân mình, hắn ta lại giết người một cách vô tội vạ. Trong một lần sơ ý, Asakura và những tội ác của hắn bị chính phủ Nhật Bản can thiệp. Asakura bị giam giữ tại nhà tù như một con thú hoang. Và đây là khi tên côn đồ gặp được Tanzuki Shiro. Asakura đã đến với thế giới gương, nơi mà hắn ta sẽ không phải đối mặt với những sự ám ảnh của mình, mà còn được thỏa mãn ham muốn chém giết của bản thân. Hay đúng hơn, Asakura đã trở thành Kamen Rider Oza. Cuộc chiến Rider của thực tại này cũng khá giống như những gì đã xảy ra trong TV series và final episode. Kamen Rider Oza dường như trở thành boss cuối của thực tại này. Asakura của thực tại này cũng tiêu diệt Zoda, Goro và bị truy sát bởi Femi vì Kamen Rider Oza trong những ngày tháng hoang dã của mình đã hạ sát gia đình của cô ấy. Asakura của thực tại này gần như bất bại cho tới khi Ryuki và Kanai hợp tác với nhau. Điều này khiến Kamen Rider Oza bị trọng thương và mất mạng sau cuộc chiến. Tuy nhiên trước đó, Oza đã có màn so kèo với Final Ven của Ryuki và khiến cho Knight bị trúng độc của mảng xà và bị trọng thương. Đây là một cốt truyện khá là đáng xem, cho nên tôi nghĩ rằng anh em không nên bỏ qua phần novel này. Thực tại SAC Hero Saga Ven Calendar. Đây là một thực tại thuộc cốt truyện của dòng đồ chơi hạng nặng SAC Hero Saga. Nếu các fan hâm mộ của dòng phim này khá ấn tượng với cảnh phim Venosnacker, Evil Diver và Metal Gelat kết hợp với nhau tạo thành Xenosider trong TV series, thì các bạn sẽ còn ấn tượng hơn nữa với những điều mà Kamen Rider Oza đã đạt được trong timeline này. Đây là một thực tại lấy bối cảnh cuộc chiến Rider trở nên cao trào hơn bao giờ hết. Đó là sau tập 46 của TV series, khi mà Alternative và Kamen Rider Tiger đã chết. Asakura hay Kamen Rider Oza đã chạm trán với Kanai và cướp được 3 bài Survive Shippu từ anh ta. Sao Vương sử dụng sức mạnh từ Survive Card và biến đổi thành Oza Survive. Thay vì biến đổi bản thể nâng cấp của Venosnacker thành một chiếc xe máy, thì Oza đã kết hợp thú cưng của mình với tất cả những contract monster của những rider khác, tạo thành một con quái vật lai tạp mang tên Xeno Survivor. Với sức mạnh này, Sa Vương đã áp đảo cả Ryuki và Kanai để chuẩn bị trở thành người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến Rider. Thế nhưng, khi Taoka hay Kamen Rider Zoda đã xuất hiện, dù mang trong mình căn bệnh nan y, nhưng anh luật sư vẫn không thể bỏ qua cho tên côn đồ đại ác này. Zoda đã tung một đòn Final Ven, nhưng đòn này có hơi khác biệt so với những lần trước một tí. Khi Taoka đã tự bắn vào mình, anh ta tự thực hiện một pha tự hủy nhằm tiêu diệt cả Asakura và Xenosaver lẫn bản thân mình. Và đó là cái kết của Kamen Rider Oza ở thực tại này. Thế giới của nếu như What of If. Và đây là một thực tại khác của dòng đồ chơi SAC Hero Saga, lấy bối cảnh sau tập 34 của TV series, khi Kido Shinji hay Kamen Rider Ryuki nhận được lá bài Survive Rekka của mình. Cuộc chiến trở nên cao trào với sự tham gia của Alternative tiến sĩ Hideyuki Kagawa cùng 12 Alternative khác và Kamen Rider Tiger. Theo dòng sự kiện của timeline này, luật sư Kiyotaoka đã qua đời do cơn bệnh tật của anh ta, và Takeshi Asakura cũng lấy được lá bài Survive Shippu của Knight sau khi hạ gục Ren Akiyama. Sa Vương Oza đã tự nâng cấp bản thân mình thành Survive Form với nguyên tố gió trong trận chiến tay bo với Ryuki Survive. Bằng trí tuệ của trẻ con thì chúng ta cũng biết được rằng một thằng côn đồ lúc nào cũng sẽ thắng được một cậu bé khờ khạo, đúng không? Nhờ vào sức mạnh của Survive Card, Venosnacker đã tiến hóa thành Venoviper. Oza đã sử dụng Final Ven bằng chiếc mô tô do Venoviper biến thành nhằm chấm dứt cuộc đời của Kido Shinji. Asakura đã sử dụng sức mạnh của Survive để thách thức Kamen Rider Odin với sự khao khát rằng cuộc chiến này sẽ tiếp diễn mãi mãi. Dù có được sức mạnh từ Survive, nhưng chỉ với nguyên tố gió là chưa đủ để hạ Odin. Oza đã vẫn ăn hành sắp mặt trong chiến này, nhưng tình thế đã sớm đổi chiều khi một Alternative đã tham chiến làm cho Odin trở nên mất tập trung, và Sa Vương Oza nhanh chóng dùng Final Ven nhằm kết thúc Odin. Nhưng Odin vẫn là một rider mạnh nhất của cuộc chiến này. Vì hôm nay đã tung ra một đòn Final Ven triệu hồi Gon Phoenix và thiêu rụi Asakura trước khi hắn chỉ kịp nhìn thấy danh tính thật sự của Odin thông qua phần mặt nạ bị nọc độc ăn mòn. Không phải một kẻ nào xa lạ, mà đó
đó chính là Akiyama Ren, thực tại Special 13 Rider. Đây là một thực tại giả định do chính Tanzaki Shiro và Toei Company tạo ra nhằm trả lời một câu hỏi rằng liệu rằng có cách nào thay đổi hay chấm dứt cuộc chiến Rider hay không. Như một gương mặt ăn khách cuộc chiến này, Asakura cũng tham chiến, và đây là khi Kido Shinji đã trở thành Kamen Rider Ryuki, mang trong mình sứ mệnh hủy diệt thế giới gương. Cậu ta đã phải tìm đến sự giúp đỡ của các Rider khác trong quá trình này. Kido tìm đến nhà tù nơi Asakura đang bị giam giữ, và anh ta cố gắng thuyết phục Takeshi nhưng không thành công. Lúc này Kitaoka xuất hiện và chế giễu Asakura với hộp bài màu tím trên tay mình. Rất có thể trước đó anh luật sư đã đưa tên côn đồ vào tù, và lợi dụng sự ngơ ngợt của Shinji, Asakura đã triệu hồi Venus Snacker từ mũ bảo hiểm của Kido và tấn công Kitaoka giành lại hộp bài của mình. Sau đó hắn hy sinh thành Kamen Rider Oza, trốn thoát khỏi nhà tù. Trong lần xuất hiện kế tiếp, Asakura đã dễ dàng tiêu diệt Kamen Rider Caesar bằng Final Vent của mình, chỉ vì gã mãn xà cảm thấy thằng cua thật là chướng mắt. Kamen Rider Oza tham chiến cùng với các Rider khác nhằm mục đích tấn công Ryuki. Ngay khi Nai đứng về phía Kido thì Ren Akiyama cũng trở thành mục tiêu tiếp theo của Oza và các Rider khác. Ren hy sinh trong trận chiến này. Đây là thời điểm dòng thời gian rẽ nhánh và thiết lập hai cái kết khác nhau của phần special này. Cái kết thứ nhất, Shinji quyết định sử dụng sức mạnh của Ren trở thành Kamen Rider Kai Survive Form để chống lại các Rider khác, và Oza là một trong số đó. Hắn cùng với các Rider khác tấn công Shinji bằng Final Vent của mình. Sau đó, không còn sau đó nữa. Ở dòng timeline thứ hai, Shinji đã sử dụng sức mạnh của Night Survive phá hủy tấm gương mẹ của Mirror World, khiến Femi, Zoda và lẫn xà vương Oza đều biến mất. Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn tiếp diễn theo ý muốn của Kazuki Shiro, nên khả năng cao là số phận của Asakura Takeshi cũng sẽ được tái tiếp diễn theo dòng thời gian của cuộc chiến Rider này. Rider Time Ryuki, 17 năm sau kể từ khi cuộc chiến Rider cũ kết thúc. Đừng có ai hỏi tôi là cuộc chiến cũ là cuộc chiến nào nha, tôi không có biết đâu. Quay lại với vấn đề, vào 17 năm sau, lấy bối cảnh khi thế giới gương đã bị đóng, một dòng thời gian thay thế được tạo ra bởi Omazio và sự can thiệp của Time Jacker lên dòng thời gian. Tại timeline này, một cuộc chiến mới giữa các Rider của thế giới gương được diễn ra. Trên thực tế thì 13 Rider vẫn được đưa đến thế giới gương. Họ phải chiến đấu với nhau vì mục đích thật sự của người phụ nữ tên là Sarah, nhằm chọn ra Rider mạnh nhất để ngăn cản Honor Ryuki tàn sát người dân vô tội ở thế giới thật. Những gương mặt mang thương hiệu bò sữa như Kido Shinji, Ren Akiyama và Goro Yura, họ đều được trở lại cuộc chiến này nhưng đã bị mất hết ký ức về cuộc chiến Rider cũ. Ác hết phần thiên hạ nên Asakura Takeshi cũng tham chiến và là người duy nhất nhớ về cuộc chiến Rider cũ. Hắn là người đầu tiên hy sinh và sẵn sàng tấn công các Rider khác. Oza đã có quyết lúc của mình khi tung Final Vent và tiêu diệt Kamen Rider Tiger của thực tại này. Trước đó, Asakura đã gặp Goro Yuya, Kamen Rider Zoda của cuộc chiến này. Do mất trí nhớ nên Goro đã nhận Asakura là ông chủ thay vì Kitaoka, và từ đây Goro trở thành người hầu của Asakura. Oza xuất hiện trong một vài cuộc đụng độ khác giữa Asakura và Ren Akiyama. Cả hai vẫn ngang tài với nhau như trước đây. Bởi vì Asakura là người duy nhất giữ ký ức của mình, nên Shiji và Ren muốn nói chuyện và tìm hiểu về những gì đã xảy ra trong cuộc chiến của 13 Rider vào 17 năm trước. Asakura trả lời như một cách thao túng tâm lý của hai nhân vật chính, đó là chính Kamen Rider Oza đã giết chết họ trong quá khứ. Ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến ngắn ngủi này, Shinji bị chiếm hữu bởi Ryuga, và sau đó Oza và Ryuga đã có màn solo cân kèo với nhau. Điều này giống như một cách giải tỏa tranh cãi của fan hâm mộ của dòng phim Kamen Rider Ryuki vậy. Tuy nhiên, Nai và Zoda đã can thiệp vào cuộc chiến này. Thì ra Goro không hề bị mất đi ký ức, anh ta chỉ giả vờ để tìm cơ hội tiêu diệt xà vương Oza mà thôi. Goro Henshin và sử dụng Shuriken bắn vào Oza, trong khi hắn vẫn lao đến tấn công anh. Oza và Zoda đã ngã xuống. Goro hy sinh nhưng Asakura chỉ bị trọng thương và kịp tham chiến cùng Ryuga và Nai. Trong hình dạng con người cầm thanh Venus Saber, Asakura đã đánh lén Shinji, nhưng Ren đã hy sinh để bảo vệ Kido và chết dưới tay của Oza. Tuy nhiên sau đó do kiệt sức nên Asakura cũng tan biến, và điều này khiến Ryuki trở thành người chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến Rider. Tuy nhiên theo lời của biên kịch của Kamen Rider Zero thì các thế giới và các Rider xuất hiện trong phần phim này đều là các thực tại thay thế trùng lập với series gốc, cho nên cuộc chiến Rider này không được chính thức trong dòng thời gian của Ryuki năm 2002. Và ở cuối Kamen Rider Zero thì Omazio còn đã reset lại timeline và phân tách các thế giới, nên rất có thể dòng timeline này đã bị xóa bỏ. Anh em nào là fan lâu năm của Kamen Rider Oza xà vương thì sẽ dễ dàng nhận ra Asakura tuy rất mạnh và ngầu đồi, nhưng gần như anh ta đã chết trong mọi cuộc chiến Rider, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Vậy thì
mọi thứ sẽ ra sao nếu Oza trở thành Kamen Rider chiến thắng cuối cùng cuộc chiến này. Chúng ta cùng đến với dòng thời gian của Kamen Rider Outsider năm 2023 nhé. Dòng timeline này lấy bối cảnh sau khi series Kamen Rider Ryuki kết thúc vào năm 2003. Tức đây là dòng timeline tươi đẹp được Kanzaki tạo ra ở cuối TV series. Đây là một nơi hạnh phúc thật sự khi Asakura Takeshi của thực tại này lại khá hiền lành, giống kiểu dây hồ bậc tham. Tuy nhiên, tổ chức X đã can thiệp vào thực tại này và tái khởi động lại nghiên cứu Myro World của Kanzaki Shiro, một cuộc chiến Rider mới từ đây được mở ra. Asakura là một tên côn đồ hoạt động dưới trướng của một chính trị gia tên là Chuta Nezu. Chuta và Asakura đã lên kế hoạch để cướp một ngân hàng và ôm tiền chạy trốn. Asakura sẽ là người cướp ngân hàng, Chuta sẽ là người chi viện cho anh ta. Tuy nhiên, Asakura nói rằng chúng ta sẽ cướp ngân hàng và tôi sẽ không giết ai cả. Các bạn không có nghe lầm đâu, Oza sẽ không giết người cơ đấy. Tuy nhiên, khi đang thực hiện vụ cướp, Asakura đã bị bao vây bởi cảnh sát. Hắn ta cố gắng gọi cho Nezu, nhưng đó là trước khi hắn kịp nhận ra rằng mình đã bị lừa. Nezu chỉ lợi dụng Asakura, hắn muốn lập công với những cư dân trong thành phố nhằm tăng phiếu bầu cho mình trong một cuộc bầu cử sắp tới. Giải thích một chút thì ở thực tại này, Asakura trở thành kẻ không thích giết người, cho nên em trai ruột của hắn vẫn còn sống. Và bởi vì muốn bảo vệ em trai mình, Asakura đã không thể tấn công lão Nezu vì hắn đe dọa sẽ khử em trai của anh ta. Và khi cảnh sát chuẩn bị ập vào, đây là lúc Kamen Rider Odin xuất hiện và đưa ra một lời đề nghị khá hấp dẫn: hãy trở thành Kamen Rider của thế giới gương. Thật ra trước đó Asakura đã từng từ chối Kamen Rider Odin bởi vì hắn ta không thích chém giết trong vũ trụ này. Tuy nhiên không còn đường thoát thân nên Asakura đành phải chấp nhận hộp bài màu tím quen thuộc. Sau khi nhận hộp bài, Asakura đã thấy được những ký ức từ cuộc chiến Rider của 20 năm trước. Từ đây, Asakura Takeshi trở về với con người thật của mình. Hắn trốn thoát vào Myro World trước khi cảnh sát ập vào. Sau đó, Asakura đã ám sát Nezu trước khi hắn kịp trăn trối bất cứ điều gì. Sa vương Henshin và trở thành Kamen Rider Oza theo lời kêu gọi của Odin. Kamen Rider Oza tái xuất ở thế giới gương và có trận chiến nho nhỏ nhằm làm nóng người. Và đối thủ của Oza không ai khác chính là kẻ thù truyền kiếp của anh, Zoda, cùng với hai bảy tướng trước đó là Gai và Raya. Oza đã dễ dàng tiêu diệt các Rider này bằng Final Vent quen thuộc của mình. Ngạc nhiên hơn nữa là khi cuộc chiến kết thúc, Sa vương Oza đã trở thành người chiến thắng cuối cùng luôn. Có lẽ Kido và Rain hay Ryuki và Knight đã không tham chiến ở thực tại này. Sa vương Oza lúc này phải đối đầu với kẻ phán quyết cuối cùng của cuộc chiến này, Kamen Rider Odin. Oza triệu tập Venno Snacker, lôi Odin và bản thân xuống khu vực khác. Trong quá trình này, Oza đã lấy cắp được Survive Mugen của Kamen Rider Odin. Sau khi sử dụng Survive Cat, Kamen Rider Oza đạt được một hình thái mới, một hình thái Oza Survive cực kỳ mạnh mẽ. Oza đã tấn công trực tiếp Odin và với sức mạnh mới này, Sa vương Asakura đã giành lợi thế và thậm chí giết được Odin. Cảnh phim vẫn tàn bạo và đậm chất Oza như mỗi khi. Với chiến thắng này, Kamen Rider Oza đã nhận được điều ước từ thế giới gương, một điều ước được tích hợp trong bộ bài của Kamen Rider Odin. Dù độc ác nhưng vẫn vô tri, Asakura đã có ý định phá hủy bộ bài này. Tuy nhiên, Kamen Rider TN, một Rider xuyên thời không, đã can thiệp và đánh cướp hộp bài này, gợi ý rằng Sa vương hãy dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt trí tuệ nhân tạo Zein, một kẻ mạnh hơn anh rất nhiều. Cảm thấy có phần hứng thú, Asakura bỏ đi và khẳng định rằng ta sẽ xử đẹp mối hiểm họa nhân tạo này ngay khi gặp mặt nó. Để dõi theo hành trình của Sa vương Oza thì các bạn đừng bỏ qua những tập tiếp theo của Kamen Rider Outsider nhé. Đến đây thì có lẽ video cũng đã dài và có lẽ đã quá đủ về Kamen Rider Oza rồi, nhưng đang vũ trụ vẫn chưa buông tha cho Asakura Takeshi. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài lần xuất hiện khác của Kamen Rider Oza nhé. Hyper Battle Video Ryuki vs Agito. Đây là tập phim crossover đầu tiên của thời kỳ Heisei Rider. Tập phim này ảo đến mức Agito có thể đến thế giới gương và đối đầu phiên bản Fake của mình. Zoda, Knight và Sa vương Oza cũng xuất hiện trong phần phim này. Họ hỗ trợ cho Ryuki và Agito trừ gian diệt ác, giống như một team Super Sentai vậy. Rất may mắn bởi vì đây chỉ là một giấc mơ của Kido Shinji thôi, chứ nhìn ông rắn mà kiểu hô hào rồi đoàn kết kiểu này tôi thật sự thấy không thuận mắt chút nào. Hướng về đa vũ trụ của Kamen Rider Decay, tại AR World của Kamen Rider Ryuki thì Kamen Rider Oza là một trong những Rider không xuất hiện, mà anh ta chỉ xuất hiện vỏn vẹn ở một vài phân cảnh tại AR World của Hibiki mà thôi. Oza được Narutaki triệu hồi đến thế giới này thông qua bức tường không gian bằng một Kanabo màu tím siêu to khổng lồ. Oza đã nhanh chóng đập vỡ vách núi để triệu tập Bakegani. Thế là cảnh này không đánh đấm gì
nhưng mà trong Oza ngầu hải trưởng. Tuy nhiên, đây rất có thể không phải là Oza từ thế giới gốc của Kamen Rider Ryuki đâu nha. Nếu bạn thấy lạ lẫm khi Oza trở nên lành tính và xài một vũ khí khác biệt so với trong TV series, thì Oza này sẽ lạ lẫm hơn nữa. Chính là trong phần phim điện ảnh Show Kamen Rider Den-O NDK The Onigashima Warship, Oza có súng, cụ thể là như thế này. Oza này là một trong những bản sao được triệu hồi bởi Kamen Rider TN nhằm tạo ra một vài chướng ngại vật cho Kamen Rider DK. Nhưng điều thú vị ở đây chính là Ryotaro Imagine, một cậu bé hip hop đã nhập vào Oza và sử dụng cơ thể này nhằm chiến đấu. Kamen Rider Oza cầm súng bắn ầm ầm vào kẻ thù, trông cũng ổn phết nhỉ. Và đây là lần xuất hiện cuối cùng của Kamen Rider Oza trong hành trình của Kadoya Shikasa, chính là trong phần phim On Rider vs Dai Shocker. Rắn chúa Oza xuất hiện cùng Kid Hopper như hai anti-hero, lúc này đang được Kamen Rider TN thương thảo về vấn đề liên minh nhằm chống lại Dai Shocker. Sau đó, khi biết rằng Dai Shocker âm mưu biến thế giới này thành địa ngục chết chóc, cả Oza và Kid Hopper đã lộn cái bàn và tấn công TN lẫn Natsumi, vì Oza cho rằng anh ta muốn chém giết đến vô tận trong thế giới mà Dai Shocker tạo ra. Kaito Daiki hay Kamen Rider DN đã nhanh chóng triệu hồi bản sao của Kamen Rider Raya và Gaia để câu giờ Oza và trốn chạy. Trong cảnh phim này, Raya và Gaia được triệu hồi không phải là ngẫu nhiên đâu, mà đây là một sự kỷ niệm tới từ Toei Company. Đây chỉ là một cảnh phim ngắn, nhưng nó thú vị làm sao nếu Oza tiêu diệt Gai và Raya một lần nữa. Mặc dù không biết đây có phải là Asakura từ thế giới gốc hay không, nhưng có lẽ Oza này sẽ cảm thấy rất sảng khoái khi một lần nữa lại được hạ hai Raider này. Ngoài ra thì Oza còn xuất hiện thoáng qua trong Let's Go Kamen Rider năm 2012 đó anh em. Có một sự thật rằng diễn viên Takashi Hajino đã trở lại với vai Asakura Takeshi rất nhiều lần trong các phần phim khác nhau, ví dụ như Rider Time Ryuki hay Kamen Rider Outsider. Nhưng lần đầu ông anh này thật sự comeback với nhân vật này là trong phần phim Kamen Rider Prey Let's Survival This Wars. Asakura Takeshi được tổ chức X hồi sinh nhờ vào Gashak Night Safari cùng với những Rider quái thú khác. Đây là sự comeback khá tốn nhiều siro của Hojo Emu. Asakura ban đầu không thể Henshin, nhưng sau khi hét lớn với khao khát chiến đấu mãnh liệt của mình, tên côn đồ với tạo hình không thể nào cháy hơn đã nhận được đét bài màu tím quen thuộc của mình, và sau đó hắn Henshin và tấn công Kamen Rider Prey lẫn áp đảo anh ta. Tuy nhiên, khi Prey đạt được level 4 nhờ Night Safari Gashat, Oza đã bị chú báo hoang này tấn công. Mặc dù bị đánh bại trở về hình dạng platform yếu đuối, nhưng Oza vẫn kịp thu dáng Goren huyền thoại. Tuy nhiên, theo những gì thể hiện thì Asakura được hồi sinh ở dòng timeline này rất có thể chính là Asakura Takeshi xuất hiện trong phim điện ảnh Final Episode năm 2003. Cho ai chưa biết thì năm 2023 là năm kỷ niệm 20 năm của Kamen Rider Ryuki. Mới đây đã 20 năm trôi qua rồi, nhanh phải các ông ạ. Điều tuyệt vời nhất chính là trong movie mùa hè Kamen Rider Geass X Revise, movie Battle Royale, Kamen Rider Ryuki hay Ryuga cùng với Knai lẫn Oza đều được comeback trong movie này. Một vài hình ảnh xem trước trong movie này, các Rider từ Marowa bao gồm Asakura cũng tham chiến. Họ đóng vai trò như các mentor chủ đạo và sẵn sàng tấn công các Rider khác thuộc series Kamen Rider Geass. Phải chăng Asakura sẽ có màn Henshin huyền thoại và Sa Vương sẽ có màn đụng độ với Kamen Rider Bufa? Sau đó chúng ta sẽ có bò xào của hành chăng? Anh em hãy xem Geass X Revise Battle Royale để tìm hiểu nha. Bật mí một chút thì movie này đang được lâm le chiếu ở rạp CGV nên anh em có thể cùng TBT News đón xem. Và trên đây là bộ sưu tập của TBT News chúng mình về Kamen Rider Oza. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Thanks for watching and bye bye.